trong môn kiếm của chúng tôi có một phần vô cùng đặc biệt, đấy là chúng tôi khi rút kiếm ra đồng thời chém luôn đối thủ từ phía dưới lên trên. Khi rút kiếm ra đồng thời chém. Let's call the demonstration with Nuki. Kata ではありますけれども. Tiếp theo là phần biểu diễn, phần ứng dụng của cơ bản. Các kiếm sĩ giơ thẳng kiếm lên trời, giữ nguyên tư thế đấy và chạy về phía địch thủ. Next demonstration is called. って打ちまくることによって剣のスピードと足腰の鍛錬を養います。足腰の